Nơi thiếu xe hoạt động, nơi lại quá tải là tình trạng đang diễn ra tại các bến xe Hà Nội hiện nay. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội hiện đang xây dựng dự thảo quy hoạch mạng lưới tuyến xe khách để sắp xếp lại cho hợp lý hơn. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vận tải lại phản đối việc di chuyển địa điểm do gây xáo trộn hoạt động kinh doanh. Theo ông Nguyễn Văn Lập, giám đốc bến xe nước ngầm, lợi thế của bến xe này là nằm ở phía Nam Hà Nội, thuận tiện cho các xe chạy tuyến phía Nam. Tuy nhiên, sau gần 10 năm hoạt động, dù bến được đánh giá có chất lượng dịch vụ tốt, nhưng số xe xuất bến hàng ngày chỉ đạt 150-200 lượt, trong khi công suất tiếp nhận 500 xe mỗi ngày. Bến xe nước ngầm không đủ xe hoạt động, trong khi nhiều bến xe khác lại quá tải. Nhiều đại diện doanh nghiệp vận tải không đồng ý chuyển về bến xe nước ngầm vì gây xáo trộn hoạt động kinh doanh, khó khăn việc đi lại của hành khách. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, quan điểm của sở là tháo gỡ khó khăn cho bến xe nước ngầm sau việc điều chỉnh sẽ ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp vận tải. Trước mắt, sở sẽ yêu cầu các doanh nghiệp vận tải mới đón khách ở phía Tây và Tây Nam phải hoạt động tại bến xe nước ngầm và Yên Nghĩa.